được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng về du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và Bạc Liêu cũng có đến 9 điểm du lịch tiêu biểu của khu vực. Do đó, việc khởi động lại các hoạt động du lịch có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp làm du lịch, các cơ sở cung ứng sản phẩm du lịch từng bước vượt qua khó khăn, bắt nhịp lại trong điều kiện bình thường mới. Song yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp hữu hiệu thích ứng an toàn, linh hoạt trong hoạt động du lịch, và quan trọng nhất là phải có sự liên kết. Sau hơn 2 năm chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19, từ ngày 15 tháng 3, hoạt động du lịch tại nước ta chính thức được mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới. Để hoạt động du lịch đạt kết quả vững chắc, tỉnh Bạc Liêu và các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị về kịch bản, quy trình đón khách, cũng như cơ sở hạ tầng, nhân lực, chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch. Cũng sau 2 năm bị tàn phá bởi làn sóng dịch Covid-19, phần lớn doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đã đóng cửa, nguồn nhân lực du lịch suy giảm, nhân sự rời bỏ thị trường du lịch. Do vậy, tỉnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch để mở cửa hoạt động du lịch. Tuy nhiên, làm du lịch không thể sống được nếu hoạt động đơn lẻ mà cần có sự liên kết, hợp tác. Liên kết giữa các tỉnh thành, giữa các vùng miền, hợp tác giữa công ty lữ hành và cơ sở cung ứng sản phẩm dịch vụ du lịch. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Một lần nữa cho thấy quyết tâm của các cấp, các ngành tỉnh Bạc Liêu trong nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, góp phần phục hồi phát triển du lịch. Sự kiện cũng cho thấy quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long về sự cần thiết phải tăng cường liên kết hợp tác vùng, liên vùng để ngành du lịch của các địa phương cùng nhau vượt qua khó khăn. Thông qua hội nghị, Bạc Liêu muốn khẳng định với các doanh nghiệp, nhà đầu tư rằng, dù đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bạc Liêu, với vị trí địa lý chiến lược quan trọng, có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút du khách trong và ngoài nước. Địa bàn này còn nhiều dư địa để liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra không gian du lịch đặc sắc, đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường, thúc đẩy sự lan tỏa kinh tế du lịch liên vùng nếu có các cơ chế, chính sách phù hợp, cũng như nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại sự kiện này, không gian giao thương kết nối doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng trọng điểm với các đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ du lịch tại Bạc Liêu và các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long thu hút 160 doanh nghiệp trong không gian liên kết tham gia cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, điểm tham quan làng nghề, và đã có hàng chục phiên giao dịch thành công. Không gian giao thương đã tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ trực tiếp, giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp du lịch. Đồng thời cũng là cơ hội để các đối tác truyền thống cập nhật thông tin của nhau, khách hàng mới kết nối lần đầu, tìm được nhau để cung cấp, tìm kiếm những cơ hội phát triển du lịch, giới thiệu những trải nghiệm cho du khách nội địa theo tiêu chí an toàn, thân thiện và phong phú. Việc mở cửa lại hoạt động du lịch là cần thiết, nhưng phải đảm bảo điểm đến du lịch được kiểm soát an toàn, hoạt động du lịch được tổ chức chặt chẽ, có lộ trình đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó tập trung khôi phục sản phẩm du lịch đường sông, du lịch gắn với khai thác hoạt động nông nghiệp, sinh thái, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và giải trí ven sông. Bên cạnh đó là phát huy vai trò của các công ty lữ hành trong việc kết nối các điểm tham quan đơn lẻ trong khu vực thành chương trình tổng thể khám phá cả vùng cho du khách trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu du lịch, mang đến những trải nghiệm dài ngày, đa dạng hơn cho du khách.